Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em đang trên cái thành phố Westminster, Cali nha các bạn, ở quận Cam đó. Hôm nay mình vô ăn thử cái nhà hàng mới mở ở đây, nó tên là Phở Nation. Ở đây họ đang có đặc biệt phở 10 đồng 95 nha các bạn. Có gì hôm nay mình vô mình ăn thử coi làm sao. Rồi cái này là cái menu của họ đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Ok các bạn, đồ ăn của mình mới ra đây. Nhìn thấy cũng hấp dẫn quá các bạn. Cái tô đầu tiên đó là mì quảng nha các bạn. Ở đây đó họ bán là 14 đồng 95 cent. Ok các bạn, cái tô tiếp theo của mình là nó kêu bằng là phở Nation. Nó cũng như là phở đặc biệt nha các bạn. Ở đây á, thường thường là phở nó bán 12 đồng mấy nha. Nhưng mà bây giờ đang có cái chương trình đặc biệt đó. Thì cái tô này chỉ có 10 đồng 95 cent. Thank you.
Ok các bạn, thì hôm nay mình vô trong cái nhà hàng mới mở đây. Nó tên là Phở Nation ở thành phố Westminster, trên đường Bô Xà nha các bạn, cũng gần Phúc Lộc Thọ đó. Thì mình cũng thấy cái tiệm phở này trên mạng đó. Thì sẵn mình đang ở dưới quận Cam đó, mình chạy tới đây mình ăn thử coi làm sao. Rồi sẵn đó mình thấy họ cũng đang có cái promotion đó, cái chương trình phở đó, chỉ có 10 đồng 95 cent thôi nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình vô mình ăn thử tô phở dưới tô mì Quảng. Mì Quảng thì mình thấy ăn cũng ngon nha các bạn. Còn phở đó thì mình thấy ăn rất là ngon. Đó, thì nước thì rất là đậm đà đầy đủ nha. Đó, thì hôm nay mình muốn vô đây mình ăn thử, sẵn mình chia sẻ cho các bạn đó. Nhưng mà mỗi người là ăn khác nha, các bạn phải vô thử nha mới biết nha. Chứ mình thì mình thấy ăn ở đây mình thấy rất là ngon đó. Đó, thì sẵn hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe. Cái bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó, các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.